Hello Việt Thanh. Sức mạnh của Zilonen là đây. Hai trăm chín. Vì mẹ giờ có thủy có hỏa sợ gì? Có thủy có hỏa đầy đủ mà sợ cái gì nữa? À, giờ team Navia mạnh quá. Giờ team Navia mạnh hết. Trời ơi, ai quá tải. Trời ơi, trời quá, quýnh ghê vậy. Trời ơi. Ok, à, dư hơn phút rưỡi. Dạ mang. Đúng rồi, ngày mai like Hon Kai em. Ngày mai anh với em cùng tôi. Mấy chứ hồi máu không nổi. Trời ơi, bao nhiêu á? Cái mà nó bắn bao nhiêu đó? Tua lại coi giùm đi. Anh em tua chậm lại coi giúp đi mà đó. Đây thì C3. Ủa cái pha nó bắn ác luôn. Có 300 mấy hả? À 300 mấy. Trời, tôi tưởng ghê lắm chứ. Vậy là 300 mấy hả? Cảm ơn bạn Chuẩn Lê, bạn Lily, bạn Hiển Đỗ đã tặng bông nha. Trời ơi, nó còn nổ hụt. Hay quá tải, quýnh ác vậy. Hay quá tải, quýnh kinh. Đây, quýnh con này dễ coi. Thiếu nộ con Furina. 360. Chết chưa. Ê, trời ơi. Hay quá, con cóc nó hay quá. Nó đu dây nó né luôn. Hụt một kết. Con cóc nó hay quá.
À, đạn đạn xuyên qua dưới chân nữa ha. À, thấy nguyên cái làn đạn bay qua dưới chân nữa. Nói chung là team này nó đạp lẹ nha. Cái team này nó đạp nhanh. Hụt bổ kích. Hụt bổ kích miết. Preview. Navia đang cầm ly cốt đời 5, mặt 4 tiếng đêm cùng mình không Thiên Phú 8-18 nên Thiên Phú lên thêm nha. Trời ơi, chỉ số xịn 90-9-222 nạp, chỉ số này xịn ác luôn. Bennett đang cầm tông thích, mặt Thiên Không Kiếm à. Cùng mình 6, Thiên Phú 13, HB25K nạp 311, trời ơi, Ben nạp ác vậy. Ngon ác luôn, Ben xịn. Furina đang kịch trấn cung mệnh 2, Thiên Phú 10-10. Hồi nãy là chưa thể hiện được hết sức mạnh của Navia tại vì mình chưa combo được. Silonen mặc 4 bức tranh cầm tay phong, cung mệnh 2, Thiên Phú 8-1. Chưa nâng Thiên Phú xong, phòng ngự 2,5, tỷ lệ 5-3, nạp 221, xịn luôn. Đồ này chỉ số đẹp luôn. Lôi Thần đang cầm trấn mặc cung mệnh 3, Thiên Phú 10-13, tấn công ca rưỡi, tỷ lệ 60 xếp vào 107, nạp 264, trời con lôi thần thì ngon vậy. Có ly lôi Sarah không dấu ấn, cánh thiên không, cung mệnh 6, Thiên Phú 13-13, ca 6 tấn công 60, 175, 234. Có ly lôi luôn, chỉ số đẹp luôn. Thoma miết 2 dấu ấn, 2 thiên ngam, xương tây phong, cung mệnh 3, trời ngon nha, chỉ số ngon, tỷ lệ cao, nạp cao, HP cao. Chỉ số con Thoma này xịn. Chẹp riêu 4 bức tranh, cầm cây trượng Sakura, cung mệnh 6, Thiên Phú 11, 1 thiếu Thiên Phú kìa. Rồi nạp cao luôn, nói chung là con chẹp riêu này mạnh. Master of Inazuma Kamisato Art Tachijutsu Kamisato Ayaka, present.